anh em. Rồi tiếp con máy Tachin nha anh em, Tachin Đài Loan nha. Này có hầu tầm cao, con này lỗ 80 nha anh em, chống tầm 1,5 m. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi 80. 82, 83 luôn. Lo lo bằng cái này. Tay quay này. Này chắc qua bằng như 700 mấy. Qua bằng 750. Hả? Gì? À lộn 650 vậy lộn. Giống 1,5 m rồi. Nhân bằng gì? Nhân bằng 400. Bây giờ đâu đây nó. Quay tới kia đôi khỏe, quay tới kia đôi khỏe. Đường nào quay, đường nào phải quay ra đo cái hầu. Quay đo cái hầu. Băng vít mê này còn đẹp luôn nha anh em. Mới suy nghĩ. Không chấp nhau nữa. Nhiều 401 và giao 401. Coi thử qua hầu nhiêu em. Tiền chuyển khoản anh em chuyển cho mà lấy tiền mặt thì qua đó lấy. Tám lăm qua hầu 850 nha anh em. Mâm cặp nhiêu rồi, mâm nhiêu rồi, mâm 4 cháu lật 350, 36, 350 hả, 350, mâm nhật nó lại. Rồi có chân thắng chân đồ luôn. Nghe thấy nhẹ nhẹ mà đó. Trời ơi. Trời nắng quá nhẹ không thấy gì. Thôi anh em cứ cầm thời coi sơ sơ đi nha anh em. Em tách video rồi em quay kỹ cho anh em coi. Ừ chị.
Rồi, tình tốc đi giáo nha. Nào làm. Khi nào lấy kéo qua cắt giùm cái.